chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi chương trình truyền hình Quân khu 7. Trong chương trình kỳ này, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các đồng chí những nội dung chính sau. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chúc Tết Quân khu 7 và các đơn vị trên địa bàn. Bộ Tư lệnh Quân khu tổ chức các đoàn chúc Tết các đơn vị địa phương gia đình chính sách. Tết quân dân ở huyện Đức Huệ, Long An. Bộ đội Nhà Giàn đón Tết sớm. Sau đây kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi chương trình. Nhân dịp đón xuân Quý Mão 2023, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đến thăm chúc mừng năm mới cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 7 và các đơn vị nhà trường trên địa bàn. Tham gia đoàn có Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Năm 2022, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 và các đơn vị nhà trường trên địa bàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng ghi nhận, đánh giá cao. Bộ trưởng Phan Văn Giang biểu dương lực lượng vũ trang Quân khu 7 thực hiện tốt toàn diện nhiệm vụ quân sự quốc phòng trên địa bàn, có nhiều mô hình nổi bật, cách làm sáng tạo được các đơn vị địa phương trong toàn quân học tập. Nhân dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, Bộ trưởng Phan Văn Giang gửi tới cán bộ chiến sĩ các đơn vị, nhà trường trên địa bàn Quân khu 7 lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công, năm mới an khang thịnh vượng. Đồng thời yêu cầu các đơn vị phát huy phẩm chất tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ, ra sức phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, nâng cao bản lĩnh chính trị, chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt đại biểu cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác năm 2022 khu vực phía Nam. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt. Cùng dự buổi gặp mặt có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn khu vực phía Nam. Tại buổi gặp mặt, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang thông báo tình hình thời sự quốc tế, khu vực trong nước, những thành tựu nổi bật trong công tác quân sự quốc phòng năm 2022 và mục tiêu phương hướng nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2023. Toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam do Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra. Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng luôn trân trọng, đánh giá cao, tiếp thu cầu thị các ý kiến, kinh nghiệm quý báu của đội ngũ cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Quý Mão 2023, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe, hạnh phúc tới gia đình và toàn thể các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Tuần qua, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã thành lập các đoàn công tác đến thăm, chúc Tết, tặng quà tỉnh ủy, ủy ban nhân dân, gia đình chính sách, cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội, nhân dịp mừng xuân Quý Mão 2023. Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu cùng đoàn công tác đến thăm, chúc Tết lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan, doanh nghiệp quân đội tại thủ đô Hà Nội gồm Học viện Quốc phòng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội. Trung tướng Trần Hoài Trung chúc lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, doanh nghiệp và tập thể cán bộ, nhân viên cùng gia đình năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công, hoàn thành xuất sắc trọng trách được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao phó. Tiếp tục phối hợp Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trong công tác giáo dục đào tạo, ứng dụng công nghệ thông tin và hỗ trợ các chủ trương, mô hình của lực lượng vũ trang quân khu trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Dịp này, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiệu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 và Thủ trưởng các cơ quan quân khu dẫn đầu các đoàn công tác đến thăm, chúc Tết các cơ quan đơn vị trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Tại các tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận, Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân khu chúc lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân hai tỉnh bước sang năm mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tin tưởng với sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị,
sẽ xây dựng địa phương ngày càng phát triển, gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh đã đề ra. Mừng Xuân Quý Mão 2023, Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân khu và đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà mừng thọ 100 tuổi Thiếu tướng Phạm Văn Kha, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng và tặng quà cho 70 gia đình chính sách trên địa bàn huyện Đạ Tẻ và huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Tại Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Thiếu tướng Võ Văn Thi, Phó Tư lệnh Quân khu cùng đoàn công tác đến thăm chúc Tết tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, các cơ quan ban ngành, đoàn thể và các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Thiếu tướng Võ Văn Thi chúc mừng tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022. Đồng thời cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ của các tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, an sinh xã hội, nhất là tích cực hỗ trợ giúp đỡ các tỉnh biên giới khó khăn và làm tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Thăm chúc Tết các đơn vị Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 đóng quân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu, Thiếu tướng Võ Văn Thi, Phó Tư lệnh Quân khu chúc mừng các đơn vị đã hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Phó Chính ủy Quân khu cùng đoàn công tác đến thăm tặng quà chúc Tết trường Cao đẳng Hậu cần 2 thuộc Tổng cục Hậu cần, các bệnh viện Quân y 175, Bộ Quốc phòng, Chợ Rẫy, Răng Hàm Mặt Trung ương, Bình Dân, Ung Bướu, Medic Hoàn Hảo, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị quân đội thuộc Quân khu 7 đóng quân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Phó Chính ủy Quân khu đánh giá cao những việc làm, sự gắn bó phối hợp giữa các bệnh viện lớn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh với Quân khu 7 thời gian qua rất đáng trân trọng. Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến những người thầy thuốc áo trắng, cán bộ chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang quân khu đón mùa xuân mới vui tươi, tiết kiệm, đảm bảo an toàn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An phối hợp với các sở ngành của tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Đức Huệ tổ chức Tết Quân dân Xuân Quý Mão năm 2023. Đây là hoạt động được tổ chức hàng năm, góp phần cùng địa phương giúp nhân dân biên giới đón một mùa xuân mới đầm ấm vui tươi. Tết Quân dân năm 2023 diễn ra vào những ngày cận Tết tại xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ với nhiều hoạt động ý nghĩa như khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho 6 mẹ Việt Nam anh hùng, trên 300 phần quà cho gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, các hộ dân điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới, gia đình tiêu biểu có con đang tại ngũ, học sinh nghèo hiếu học, trẻ bị khuyết tật do chất độc da cam. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao tặng 16 căn nhà tình nghĩa quân dân, mái ấm công đoàn, tổng kinh phí gần 1 tỷ 500 triệu đồng. Trong chuỗi hoạt động Tết Quân dân còn diễn ra hội thi gói bánh tét bày mâm ngũ quả, làm các bình hoa giấy sáng tạo, trò chơi dân gian và các hoạt động thể dục thể thao, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và nhân dân địa phương tham gia. Dịp này, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam, văn phòng đại diện phía Nam, tổ chức trao tặng 5 căn nhà tình nghĩa, 200 phần quà cho các gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn, các mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn huyện Đức Huệ. Kính thưa quý vị và các đồng chí, 15 nhà giàn DK1 thuộc vùng 2 Hải quân đã đón những chuyến tàu đặc biệt mang tên Trường Sa Vượt Sóng Lớn cấp 6, cấp 7 để mang hương vị mùa xuân từ đất liền. Mùa xuân lại đến sớm với những người lính kiên trung nơi đầu sóng ngọn gió. Tình cảm của quân dân cả nước là động lực để bộ đội nhà giàn thêm vững vàng tay súng, bảo vệ biển trời quê hương. Mặc dù cán bộ chiến sĩ không được sum vầy bên người thân, nhưng không khí Tết ở các nhà giàn rất vui tươi, đầm ấm. Từ những vật phẩm được đất liền gửi tặng, chiến sĩ trẻ Nguyễn Tấn Đạt cùng đồng đội trên nhà giàn DK1/10 chuẩn bị mâm ngũ quả, trang trí cây quốc cảnh, mai, đào, gói bánh chưng và cùng nhau nấu bữa cơm tất niên thật tươm tất với những món ăn đặc trưng của các vùng miền, làm cho ngày Tết thêm đầm ấm, gần gũi hơn với hương vị quê nhà. Các anh coi tôi như em, các chú coi tôi như con, nhưng mà để tôi có cảm giác là giống như gia đình của mình. Tôi cảm thấy rất là tự hào khi mà được trực vào những ngày Tết thế này để cho những người dân ở đất liền được ăn Tết ấm no, an toàn và hạnh phúc. Bản thân tôi cũng như anh em trên nhà giàn thôi, trước hết là rất là xúc động. Đấy, rất xúc động và cũng không biết nói gì hơn, là rất là cảm ơn cái tình cảm
của thủ trưởng các cấp, của các cơ quan ban ngành. Các anh chị đã không quản ngại khó khăn, vượt sóng gió ra để thăm, động viên kịp thời cho anh em cán bộ chiến sĩ ở trên nhà giàn. Giữa trùng khơi, tình cảm ấm áp, sự chia sẻ của đồng đội và tình yêu biển đảo là động lực để các anh vượt qua nỗi nhớ đất liền, hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng của người lính biển. Với tinh thần vui xuân mới không quên nhiệm vụ, bộ đội nhà giàn thường xuyên nêu cao cảnh giác, duy trì các ca kiếp trực, không để sót lọt các mục tiêu. Cán bộ chiến sĩ nhà giàn thì xác định là trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì luôn đặt vấn đề huấn luyện cũng như là đảm bảo sẵn sàng chiến đấu lên trên, đặc biệt là không để xảy ra các không để bị động trong các tình huống. Tại các nhà giàn khác, biển mịt mù sóng gió, tàu và nhà giàn cách nhau không xa, vậy mà không bắt được tay nhau. Đoàn công tác chỉ biết gửi nỗi nhớ niềm thương đến bộ đội qua từng con sóng. Không thể chuyển quà Tết lên nhà giàn bằng xuồng, phương án chúc Tết qua bộ đàm, tặng quà qua dây là hữu hiệu nhất. Hàng hóa được gói cẩn thận, không để bị thấm nước biển và buộc chặt để không tuột trôi mất. Ở nơi nghìn trùng sóng gió, bộ đội nhà giàn chia cơm một thổn thức nhớ về đất liền, nhưng tình yêu tổ quốc cũng đông đầy hơn. Các anh luôn vững vàng tay súng cùng các lực lượng canh giữ biển trời quê hương, và niềm vui của các anh chỉ trọn vẹn khi nhân dân đón Tết yên bình. Nhà giàn JK1, những trái tim biển mang hồn tổ quốc. Cách đất liền hàng trăm hải lý, xa lắm nhưng cũng gần lắm các nhà giàn JK. Những tin tức sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Bàn giao chức vụ chủ nhiệm hậu cần quân khu 7. Đội K-73 quy tập được 41 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam. Lực lượng vũ trang quân khu 7, điểm tựa vững chắc của nhân dân. Phối hợp hiệu quả giữa lực lượng vũ trang quân khu 7 với hội cựu chiến binh các tỉnh, thành phố. Quân khu 7 tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ chủ nhiệm hậu cần quân khu. Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh quân khu chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua nội dung biên bản bàn giao chức vụ chủ nhiệm hậu cần quân khu giữa Đại tá Huỳnh Tấn Hùng, nguyên chủ nhiệm hậu cần quân khu, nay nhận nhiệm vụ mới, phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, và Đại tá Nguyễn Thanh Tâm, nguyên phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương, được bổ nhiệm chủ nhiệm hậu cần quân khu. Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng chúc mừng Đại tá Huỳnh Tấn Hùng được Bộ Quốc phòng điều động bổ nhiệm cương vị mới, đồng thời đánh giá cao trình độ năng lực trách nhiệm của Đại tá Huỳnh Tấn Hùng trong suốt quá trình công tác phục vụ xây dựng ngành hậu cần quân khu 7 có nhiều bước phát triển quan trọng. Đồng chí Tư lệnh quân khu cũng chúc mừng Đại tá Nguyễn Thanh Tâm nhận nhiệm vụ mới, đồng thời yêu cầu Đại tá Nguyễn Thanh Tâm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của Cục Hậu cần, tích cực nghiên cứu, nắm bắt tình hình nhiệm vụ, đoàn kết cùng tập thể đảng ủy, ban chủ nhiệm Cục Hậu cần, lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bộ Quốc phòng tổ chức lễ tuyên dương thành tích cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên quân đội và lực lượng tham gia giải bắn súng quân dụng lục quân các nước ASEAN lần thứ 30, Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 và các giải quốc tế năm 2022. Lễ tuyên dương tổ chức trực tiếp tại hội trường Bộ Quốc phòng. Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu và các đại biểu dự lễ tại điểm cầu Quân khu 7. Giải bắn súng quân dụng lục quân các nước ASEAN lần thứ 30 diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 từ ngày 4 tháng 11 đến ngày 12 tháng 11 năm 2022 với sự tham dự của 10 đoàn bắn súng quân dụng lục quân các nước trong khối ASEAN. Đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam giành vị trí thứ nhất với 17 huy chương vàng, 15 huy chương bạc, 10 huy chương đồng vượt chỉ tiêu đề ra. Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 diễn ra từ ngày 9 tháng 12 đến ngày 21 tháng 12 năm 2022 với sự tham gia của 65 đầu mối tỉnh thành ngành thi đấu tranh tài 43 môn. Đoàn thể thao quân đội tham gia 28 môn, giữ vững vị trí thứ 3 toàn đoàn. Nhiều môn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, phá 22 kỷ lục, xác lập 5 kỷ lục, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Dịp này, quân khu 7 tổ chức tặng bằng khen cho 43 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia thi đấu và điều hành tổ chức huấn luyện phục vụ, hỗ trợ các đội của quân khu thi đấu thể thao đạt thành tích cao năm 2022.
Tại cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Long An tổ chức lễ đón đội K73 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh đưa về nước đợt 1, giai đoạn 22 mùa khô 2022-2023. Thực hiện công tác đợt này, đội K73 đã cất bốc đưa về nước được 41 liệt sĩ, trong đó tại tỉnh Bai Linh 12 cốt liệt sĩ, tỉnh Bắc Tam Bang 32 cốt liệt sĩ, tỉnh Sue Riêng 1 bộ 2 cốt liệt sĩ. Trải qua 2 tháng làm nhiệm vụ, cán bộ chiến sĩ đội K73 đã vượt qua mọi khó khăn chất giả, nỗ lực đoàn kết cao trong thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, đơn vị luôn được sự giúp đỡ nhiệt tình của chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang, nhân dân nước bạn, đặc biệt là sự đồng hành của đội hợp tác các tỉnh Bai Linh, Bắc Tam Bang, Sue Riêng. Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An chúc mừng đội K73 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong đợt quy tập này, đề nghị cấp ủy chỉ huy đội nhanh chóng giải quyết tốt các chế độ tiêu chuẩn, ổn định đơn vị, củng cố cảnh quan môi trường, quan tâm chăm lo chu đáo Tết Quý Mão cho cán bộ chiến sĩ. Kính thưa quý vị và các đồng chí, năm 2022, lực lượng vũ trang quân khu 7 tiếp tục cụ thể hóa chủ trương của Đảng ủy quân khu về xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới, gắn kết thân thiện, hỗ trợ giúp đỡ đồng bào dân tộc, đồng bào các tôn giáo. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong lực lượng vũ trang quân khu đã ủng hộ kinh phí, ngày công thực hiện hàng trăm căn nhà tại các điểm dân cư liền kề, nhà tình nghĩa quân dân, nhà đồng đội, đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho bà con nhân dân trên địa bàn quân khu. Chiều biên giới Tây Nam giờ đã không còn điều hiu, vắng vẻ. Dọc theo những tuyến đường tuần tra được mở rộng và xây dựng kiên cố, màu xanh của mía, của mì cùng những vườn cây trái sum suê, dáng dấp nông thôn mới dần hiện hữu trên biên cương tổ quốc. Bà con ở đây là an cư lập nghiệp, là cũng phấn khởi, cũng là cùng với là anh em bộ đội với chốt dân quân bảo vệ trên cái khu vực tuyến biên giới với hai nữa, bà con ở đây là cuộc sống là rất ổn định. Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 có chủ trương xây dựng cái khu dân cư liền kề chốt dân quân biên giới để các cái chiến sĩ dân quân tự vệ, biên phòng dựa vào dân để mà nắm tình hình, để mà góp phần bảo vệ đường biên mốc giới, để người dân dựa vào các cái chiến sĩ của quân đội để có thể yên tâm sản xuất ở khu vực biên giới. Trên tuyến biên giới Việt Nam Campuchia qua địa bàn quân khu hiện nay có 63 chốt dân quân, 32 điểm trên 291 căn nhà liền kề chốt dân quân biên giới tại các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Long An đã được hoàn thành. Đang xây dựng 14 điểm với 130 căn tại hai tỉnh Tây Ninh, Long An. Quá trình triển khai thực hiện, quân khu luôn nhận được sự đồng thuận, hỗ trợ tích cực từ cấp ủy, chính quyền, các doanh nghiệp và nhân dân các tỉnh, thành phố, trở thành điểm sáng của toàn quân, toàn quốc. Quân khu 7 rất là tự lực tự cường, cũng còn nhiều khó khăn. Nhưng mà với tinh thần trách nhiệm với đảng, với dân, với nước, thì thường vụ đảng ủy quân khu cùng với là các đồng chí lãnh đạo địa phương cũng có nhiều cái phối hợp và nhiều cái chủ trương rất là thống nhất. Đặc biệt là cái chủ trương mà củng cố năng lực tuyến phòng thủ tuyến biên giới và đưa dân lên tuyến biên giới. Năm 2022, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong lực lượng vũ trang quân khu đã trích nguồn quỹ tăng gia sản xuất, kết hợp huy động nhiều nguồn lực triển khai xây dựng gần 450 căn nhà tình nghĩa quân dân, nhà đồng đội, ngôi nhà 100 đồng, nhà máy ấm công đoàn, vượt chỉ tiêu gần 100 căn, 53 công trình sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao trong các cơ sở tôn giáo, vượt chỉ tiêu 31 công trình với tổng trị giá trên 50 tỷ đồng. Quân khu 7 quan tâm đã giúp đỡ cho trường chúng tôi có 2 căn phòng để các em tập gym, học làm cho cái giáo dục về thể chất cho được khỏe mạnh, cùng với cái tinh thần chăm chỉ học tập để kiến thức dồi dào hơn, mà nhờ đó các em trở thành những con người tốt, đóng góp xây dựng đất nước và quê hương Việt Nam của chúng ta. Trong đấu tranh, người miền Đông anh dũng, trong lao động, người lại cũng anh hùng. Truyền thống đó như sợi chỉ đỏ xuyên suốt để lực lượng vũ trang quân khu 7 luôn gắn bó máu thịt với nhân dân,
đóng vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc. Trong thời gian vừa qua, lực lượng vũ trang quân khu với sự cống hiến của nhiều thế hệ, chúng ta đã xây dựng được cái thế trận vững chắc và tiềm lực quốc phòng vững mạnh để chúng ta sẵn sàng ứng phó, hoàn thành mọi nhiệm vụ dưới mọi cái tình huống, kể cả những cái thách thức phi truyền thống như là thiên tai, dịch bệnh. Đi qua những ngày đau thương khắc khoải của đại dịch Covid-19, giờ đây thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu và các tỉnh trên địa bàn quân khu 7 đã thực sự hồi sinh. Một giai đoạn phát triển mới bắt đầu, những người chiến sĩ miền Đông vẫn thầm lặng cống hiến, thực hiện mệnh lệnh từ trái tim, hết lòng hết sức phục sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Phát biểu rút kinh nghiệm diễn tập năm 2022 của Sư đoàn 5, Đại tá Phạm Phú Ý, Phó Tham mưu trưởng Quân khu, đánh giá cao công tác phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các đơn vị, đồng thời đề nghị Sư đoàn 5 và các đơn vị vận dụng linh hoạt, sáng tạo nguyên tắc, lý luận vào thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tăng cường bồi dưỡng phương pháp, tác phong chỉ huy cho đội ngũ cán bộ các cấp. Cuộc diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật của Sư đoàn 5 và các đơn vị phối thuộc của Quân khu 7 và Bộ Quốc phòng đã hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng vũ trang địa phương, thực hành tiến công địch trên các hướng chủ yếu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn về người và vũ khí trang thiết bị. Thông qua diễn tập, giúp chỉ huy các cấp đánh giá đúng thực chất kết quả huấn luyện, chiến đấu của các cơ quan đơn vị, cung cấp thêm những kinh nghiệm thực tế và nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến giữa các đơn vị tham gia diễn tập. Thành công của cuộc diễn tập là cơ sở để Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đánh giá trình độ chỉ huy, hiệp đồng tác chiến của bộ đội Sư đoàn 5 và các đơn vị phối thuộc. Từ đó đề ra những chủ trương, biện pháp tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của sư đoàn và các đơn vị của quân khu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Khối thi đua sư đoàn và nhà trường tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2022, ký kết giao ước thi đua năm 2023. Thiếu tướng Hoàng Đình Chung, chủ nhiệm chính trị quân khu, dự chỉ đạo hội nghị. Năm 2022, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng của khối thi đua sư đoàn và nhà trường bám sát chỉ thị hướng dẫn thi đua của quân khu và cụ thể hóa sát đúng với tình hình nhiệm vụ của khối và từng đơn vị. Tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2022 của lực lượng vũ trang quân khu, khối sư đoàn và nhà trường có một tập thể được đề nghị tặng cờ thi đua của chính phủ, một tập thể được tặng cờ thi đua của Bộ Quốc phòng, 5 tập thể được tặng cờ thi đua của quân khu, cùng nhiều tập thể cá nhân được khen thưởng ở các cấp. Thiếu tướng Hoàng Đình Chung, chủ nhiệm chính trị quân khu yêu cầu trong thời gian tới, các đơn vị trong khối chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự, giáo dục đào tạo cho các đối tượng, quan tâm xây dựng, nhân rộng nhiều điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ. Với chủ đề đoàn kết mẫu mực, kỷ cương sáng tạo quyết thắng, khối thi đua sư đoàn và nhà trường ký kết giao ước thi đua phong trào thi đua quyết thắng năm 2023. Kính thưa quý vị và các đồng chí, năm 2022 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh thuộc quân khu 7, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, dịch bệnh Covid-19 được khống chế, kinh tế phục hồi và phát triển. Lực lượng vũ trang quân khu 7 hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc. Để đạt được những dấu ấn nổi bật đó, có vai trò quan trọng trong công tác phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Quân khu với Hội Cựu chiến binh các tỉnh, thành phố trên địa bàn. Nét nổi bật trong hoạt động phối hợp năm 2022 giữa lực lượng vũ trang quân khu với Hội Cựu chiến binh các tỉnh, thành phố là đã tổ chức gần 7.000 buổi tuyên truyền, giáo dục cho trên 300.000 cán bộ chiến sĩ, hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân và nhân dân về các chỉ thị, nghị quyết, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước. Đặc biệt là tuyên truyền nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, giáo dục pháp luật, định hướng dư luận xã hội trước các sự kiện nhạy cảm trong nước và quốc tế. Qua đó tạo sự đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị và nhân dân đối với công tác quân sự, quốc phòng và nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh các cấp. Năm qua thì chúng tôi nhìn nhận là cựu chiến binh tỉnh luôn đoàn kết, hoạt động đúng hướng, chặt chẽ, có nề nếp, hiệu quả và hoạt động như vậy là ngày đi vào chiều sâu. Điều đó chứng tỏ là hội thực sự là cái tổ chức có uy tín cao trong đoàn thể chính trị và nhân dân, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy đảng, chính quyền và là niềm tin của cựu chiến binh và nhân dân.
rồi gương mẫu và vận động nhân dân thực hiện tốt các cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, đoàn kết vận động cựu chiến binh tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đấu tranh chúng ta đập tan mọi cái âm mưu hoạt động chống phá của các cái thế lực thù địch. Với những cái kết quả trong thời gian vừa qua, thì thời gian tới chúng ta có những cái cách làm, những cái phương thức đổi mới để là hiệu quả nó tốt hơn. Năm 2022, quân khu 7 hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ với chất lượng thanh niên trúng tuyển đảm bảo về sức khỏe, trình độ học vấn và tỷ lệ đảng viên. Kết quả đó có vai trò quan trọng giữa cơ quan quân sự địa phương và hội cựu chiến binh các cấp trong việc phối hợp tuyên truyền, giáo dục, động viên thanh niên tiếp bước cha anh hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc. Hội cựu chiến binh thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh trên địa bàn tổ chức thành công đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022-2027, bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới và đoàn đại biểu đi dự đại hội toàn quốc Hội cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 7 với số tín nhiệm cao. Thành công của đại hội cựu chiến binh các tỉnh thành phố có vai trò quan trọng của lực lượng vũ trang quân khu 7. Trong năm qua đã tập trung cho công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị cho các cấp hội, cho các đồng chí cựu quân nhân trong kết quả của đại hội đảng bộ các cấp, tuyên truyền về nghị quyết của đại hội để các cấp hội cũng như là trong các cái tầng lớp cựu quân nhân nắm hiểu và thực hiện. Bên cạnh đó cũng phối hợp với Bộ Chỉ huy trong tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, luật nghĩa vụ quân sự, đặc biệt là đối với những thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, cùng với Bộ Chỉ huy, với tỉnh đoàn là tăng cường công tác giáo dục chính trị để các đồng chí quân nhân xuất ngũ giữ vững được phẩm chất bộ đội Cụ Hồ và tham gia công tác ở địa phương. Lực lượng vũ trang quân khu phối hợp các cấp hội cựu chiến binh nắm chắc tình hình địa bàn, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương, xây dựng củng cố cơ sở chính trị. Nổi bật là phối hợp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng, nhất là chức sắc tôn giáo, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Xây dựng tổ chức quần chúng tự quản, tuần tra, kiểm soát địa bàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quân khu. Hội viên cựu chiến binh luôn gương mẫu phối hợp với cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động của trung ương và địa phương, phát động với nhiều hình thức đa dạng phong phú. Về công tác chính sách quân đội và hậu phương quân đội, Hội cựu chiến binh tỉnh đã chủ động phối hợp với Bộ Chính trị cùng các ngành, cấp ủy chính quyền địa phương và các đoàn thể đã thực hiện tốt chủ trương xóa được 1.000 hộ nghèo, bảo đảm vững chắc. Trong đó xây dựng được trên 75 căn nhà tình nghĩa đồng đội. Các cơ quan quân sự địa phương và hội cựu chiến binh các cấp phối hợp hỗ trợ sản xuất, giúp trên 2.200 hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân phát triển kinh tế, xóa nghèo, vươn lên làm giàu. Nhiều cựu chiến binh mang ý chí sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước, bước vào trận chiến mới, sản xuất kinh doanh, đã khẳng định uy tín, thương hiệu đội quân lao động, sản xuất của quân đội, chung sức xây dựng các câu lạc bộ cựu chiến binh, cựu quân nhân làm kinh tế, quy tụ nhiều doanh nhân cựu chiến binh thành đạt hết lòng hết sức vì cộng đồng. Cái số lượng của hội viên càng ngày càng phát triển, đặc biệt là các đồng chí đã chọn được những doanh nghiệp có năng lực, có trình độ, có hiểu biết và có tầm vóc vào trong câu lạc bộ. Chúng tôi coi là đây thực sự là một cái những doanh nghiệp nòng cốt để lôi cuốn, hỗ trợ, lan tỏa cho các cái doanh nghiệp khác để chúng ta phát triển và đã đáp ứng được cái sản phẩm của mình ra thị trường và thế giới. Đấy là tôi cho là cái thế mạnh của các doanh nhân cựu chiến binh. Qua việc làm của hội thì cũng đã được nhân dân địa phương và đặc biệt là tỉnh ủy, ủy ban nhân dân, mặt trận tổ quốc của tỉnh cũng như là cái chỉ đạo của trực tiếp của cựu chiến binh của tỉnh thì đã đạt được những cái thành công. Lực lượng vũ trang quân khu và hội cựu chiến binh các địa phương, nhất là các tỉnh biên giới, thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, ngoại giao nhân dân, tích cực vận động cựu chiến binh và nhân dân thực hiện tốt chủ trương đối ngoại của Đảng, Nhà nước, tăng cường gắn kết với hội cựu chiến binh các tỉnh, thành phố trong nước và cựu chiến binh quốc tế, đặc biệt là các nước láng giềng như Hội cựu chiến binh thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia và Hiệp hội cựu chiến binh thủ đô Viên Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Năm 2022, hoạt động phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Hội cựu chiến binh các tỉnh, thành phố trên địa bàn quân khu đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các đơn vị, tỏa sáng hình ảnh cao đẹp bộ đội Cụ Hồ
xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn quân khu, đi vào chiều sâu, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình truyền hình Quân khu 7 ngày hôm nay. Quý vị và các đồng chí có thể xem chương trình tại địa chỉ website www.báoquânkhu7.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.